Kính thưa toàn thể quý vị, một lần nữa thay mặt Giáo hội Thánh Tin Lành Berryessa, xin hoan nghênh toàn thể quý vị đã đến đây tối hôm nay để cùng chúng tôi kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Xin hoan nghênh quý vị đã là tín hữu của Hội Thánh cũng như các thân hữu từ gần cũng như xa đã đến đây tối hôm nay, và cũng hoan nghênh một số quý vị đang cùng tham dự chương trình trên mạng lưới Internet. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị. On behalf of the Berryessa Alliance Church, I would like to welcome everyone to the 2017 Easter musical program tonight. May God bless each and every one of us and give us a meaningful program tonight. Please stand so we can pray. Kính lạy Chúa là đấng tạo dựng để chúng con. Chúng con thật cảm tạ Ngài vì Ngài là cha chúng con. Ngài là đấng đã yêu thương chúng con, yêu chúng con đến nỗi đã sai chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu xuống nơi trần gian để chịu chết trên cây thập tự vì chúng con, vì tội lỗi chúng con, vì những điều chúng con làm ngược lại ý của Chúa. Nhưng Ngài cũng đã sống lại sau 3 ngày để đảm bảo cho chúng con về đời sống vĩnh cửu, để cho chúng con biết rằng chúng con cũng sẽ có đời sống vĩnh cửu ở trong Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Xin Chúa cho tối hôm nay, cho chúng con mặc dầu đang ở trong hoàn cảnh nào trong cuộc đời, xin Ngài cũng cho chúng con thấy được Chúa một cách rõ ràng hơn, thấy được chương trình của Chúa, thấy được câu chuyện lớn của Chúa cho thế giới, cho cá nhân của mỗi một chúng con. Hầu cho chúng con có niềm hy vọng trong Chúa sống, hy vọng trong cõi đời này và hy vọng trong cõi đời sau. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Father God, we thank you so much for your love, your grace. We thank you for being our creator. Thank you for loving us so much that you sent your son, Jesus Christ, to die for our sins and to give us the right to call you Father. We come to you this evening to worship you, to praise you, and also to ask you to help us to see you clearer. Give us your Holy Spirit so we can understand you, love you, and we know that you are our Lord, our God. May your name be glorified in the program tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì tối hôm nay chúng ta đến đây để nghe về một câu chuyện rất là quan trọng, một câu chuyện lớn. Mà câu chuyện đó được viết trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta chưa có dịp đọc, chúng ta cũng xin quý vị có thể về nhà đọc lời của Chúa. Và chúng ta cũng có các quyển Kinh Thánh tại đây. Nếu quý vị muốn, chúng ta sẽ tặng cho quý vị. Vì đây là câu chuyện yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Kinh Thánh thì thấy rất là dày, nhưng là một câu chuyện tốt đẹp. Những chương đầu tiên thì nói về sự tạo dựng nên vũ trụ một cách tốt lành. Cái Chúa tạo dựng nên điều gì, Ngài nói điều đó là tốt. Nhưng bắt đầu từ đoạn 3 thì con người đã đi xa cách Chúa. Và kể từ đó thì tất cả từ phần đầu cho đến vài trang cuối đều là nói về chương trình yêu thương của Chúa và trọng tâm của tin mừng cứu rỗi cho tất cả chúng ta. Trọng tâm của phúc âm là khi Chúa Cứu Thế Giêsu chịu chết trên cây thập tự, Ngài đã mở ra một kỷ nguyên bình an để cho chúng ta là con người tội lỗi có thể trở về cùng Đức Chúa Trời thánh khiết để nhận được sự sống vĩnh hằng
để tái tạo lại, phục hồi lại địa vị của chúng ta đối với Chúa. Và câu chuyện cũng kết thúc trong sách Khải Huyền. Hai phân đoạn cuối của Thánh Kinh thì cho chúng ta thấy một thiên đàng phước hạnh mà Thiên Chúa muốn dành cho mỗi một chúng ta. Vì có người tội lỗi, cho nên chúng ta đang ở trong một thế giới gãy đổ, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương chúng ta, và Chúa luôn luôn muốn đến ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Trong câu chuyện tối hôm nay sẽ có các câu chuyện xảy ra trong khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên thế gian. Ngài đến để ràng rịt những vết thương lòng, Ngài đến để chữa bệnh cho những người đang đau yếu, Ngài đến để làm những phép lạ về phần tâm linh cũng như về phần thể xác. Nhưng điều đó không quan trọng bằng sự vinh quang tỏ ra khi chúng ta được gặp chính Chúa Christ Jesus là đấng sống trên thiên đàng. Đó là câu chuyện mà Chúa muốn gửi đến cho quý vị tối hôm nay. Mong rằng câu chuyện đó cũng là câu chuyện của mỗi một đời sống của chúng ta. We thank God for His love, His grace for us. The Bible is a big story, a story that God gave to us. God created the heavens and earth, and including every one of us, and all of His creation is perfect. He created something, He said it's very, very good. But because of our sins, we walk away from God's love, and from our sins, we go against God. But God doesn't stop loving us. He sent His Son to die for us on the cross. And the cross is vital, is central to the gospel. So tonight, we will listen to God's story. And God's story will be shown throughout generation. And one day, God's story will end in eternity with happiness, and everyone will be with God. That purpose that He designed for His loving children. Cho nên chúng ta tối hôm nay sẽ thấy về những câu chuyện khi Chúa đến nơi trần gian và những câu chuyện đang xảy ra trong thời hiện đại. Nếu quý vị có trong tờ chương trình, có thể lật ra và đọc nhanh những đoạn này trước khi chương trình bắt đầu, để chúng ta biết theo dõi những điều ở trên đây. Và phần lớn chương trình sẽ bằng Anh ngữ, nhưng mà những câu chuyện rất là dễ hiểu, và câu chuyện sẽ nói về sự yêu thương của Chúa và sự ban phước của Ngài. Đó là tình yêu của Chúa và vinh quang tỏ bày cho chúng ta. Đây là sự vinh quang tỏ bày. Các bạn hãy chờ đợi và xem, bạn sẽ ngạc nhiên. Chúng ta chỉ cần tin rằng câu chuyện này chưa chấm dứt. Hãy nắm chặt lấy lời hứa của Chúa đã ban cho chúng ta và xem vinh quang tỏ bày này. This is going to be a glorious unfolding. Just you wait and see, and you will be amazed. We just got to believe. The story is so far from over. So hold on to every promise God has made to us, and watch this glorious unfolding.